Sản phẩm sáng tạo chế đá cuội của đồng tác giả là các em Lê Đình Minh Nhật, Hoàng Anh Thư và Võ Lê Sao Khuê, học sinh lớp 5B8 trường tiểu học An Thới 1, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, năm học 2022-2023 đã đạt giải 3 của cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2023. Bình minh năng động hôm nay, chúng ta hãy cùng ngắm nhìn những sản phẩm độc đáo được làm từ đá cuội của các em nhé. Những bức tranh đẹp và mang nhiều ý nghĩa về bảo vệ môi trường, gợi nhắc các trò chơi dân gian lành mạnh như thế này, được ba em tỉ mẩn tạo ra từ những viên đá cuội. Qua bàn tay của các em, những viên đá cuội có màu sắc tự nhiên và hình dáng rất đơn giản, bỗng trở nên sống động, vui nhộn. Trong một lần thì con thấy mẹ đang dùng những đá trang trí những cái cây, thì con suy nghĩ là có thể dùng mấy cục đá này để vẽ những bức tranh, gửi những thông điệp gì đó cho các bạn hay không. Và mỗi khi hoàn thành một bức tranh, con cảm thấy rất là vui vì tuyên truyền được cho mọi người về việc bảo vệ môi trường. Hiện tại thì những trò chơi công nghệ đã phát triển rất là nhiều, thì có nhiều người không còn nhớ về những trò chơi nhân gian nữa. Và tụi con muốn truyền tải những trò chơi nhân gian đến với mọi người nhiều hơn, cũng như giúp mọi người hoạt động ngoài trời nhiều hơn để nâng cao sức khỏe. Sản phẩm của các em được làm từ nhiều chất liệu dễ tìm xung quanh cuộc sống như sỏi đá cuội, giấy màu, màu keo dán. Để tạo nên những bức tranh từ đá cuội, người làm có thể tận dụng lại đá cuội từ các bể cá hộ gia đình, đá trang trí trong sân vườn. Việc sử dụng lại các vật liệu phế thải như thế này giúp tránh lãng phí, góp phần cải thiện, bảo vệ môi trường, vừa mang tính sáng tạo nghệ thuật. Thấy ý tưởng của các bé nó rất là hay, thì em mới gợi ý các bé là nên làm những cái bức tranh mà có cái tính giáo dục là trò chơi dân gian. Ở thời xưa thì nó có tính giáo dục cao hơn. Ý tưởng hay ở chỗ là có tính giáo dục các bé những trò chơi nè. Cái thứ hai là nó giá trị thành phẩm nó rẻ, bảo vệ môi trường. Đó, thì các bé nó rất là vui, phấn khởi, chung tay làm với cô. Trong thời gian qua thì nhà trường đã tham gia rất tốt cái phong trào là sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Và may mắn là trong năm học 2022-2023 thì trường đạt cái giải là cấp toàn quốc, đạt giải 3. Thì nói chung đó là cái niềm vui của trường, cũng như là cái động viên, khích lệ cho các con cũng như là tập thể phấn đấu hơn trong thời gian tới. Sản phẩm từ đá cuội của các em rất thiết thực khi có thể dùng trang trí nhà cửa, trang trí lớp học và có thể sử dụng làm đồ dùng phục vụ học tập cho các môn tiếng Việt, môn thể dục, môn mỹ thuật. Qua thực hiện sản phẩm, giúp các em được trải nghiệm, rèn tính khéo léo, phát huy được tính sáng tạo và hơn hết là yêu hơn những giá trị tinh thần mà các trò chơi dân gian mang lại.